Xin chào tất cả các bạn. Vâng, và lại là Tài đây. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện đang rất là hot trên mạng xã hội hiện nay. Đó là một cái MC tố một cái cầu thủ nổi tiếng nào đó và bị gạ gì đó. Thì hãy xem cụ thể phân tích trong cái clip đó những cái bài học rút ra đó là gì. Cùng mình bắt đầu nhé. Let's go! Đại loại các bạn có thể hiểu trong cái câu chuyện mà cái bạn MC đó kể là bị tố một cái cầu thủ nổi tiếng gì đó gạ đến trả tiền khách sạn, rút tiền phòng này đó, mời bạn đó ra, bạn đó cũng có công việc đi ra ngoài Hà Nội, rồi sau đó thì bạn nam đó mới vào phòng đó thì hai người nói chuyện này nọ, và cuối cùng sau sau đó không hợp thì bạn nữ muốn bạn nam đi về bởi vì công việc mệt mỏi này nọ các kiểu đấy, đại loại nó là như vậy. Thì nếu mà chi tiết các bạn có thể tìm trên cái mạng xã hội trên Facebook hay là trên TikTok để mà có thể xem lại cụ thể các bạn nữ đó chia sẻ như thế nào nhé. Còn trong cái clip này của mình thì mình chỉ muốn nói với các bạn một số điều rút ra cái bài học trong cái clip đó của các bạn nữ đó nhé. Đầu tiên, cái bài học đầu tiên đó là chuyện vì gì các bạn cũng phải nghe từ hai phía, ai bất cứ ai cũng đều là người tốt trong cái câu chuyện của mình cả, và cái chuyện xác thực cái câu chuyện đó có hay không. Không, tất cả những cái lời nói mà bạn nữ đó kể á đều là từ một phía của bạn nữ đó, đúng không? Và trong câu chuyện đó thì luôn luôn tất nhiên vai chính là bạn nữ đó, thì bạn nữ đó sẽ là người tốt và bạn nam kia sẽ là người xấu. Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật là giả dối. Và bạn nữ đó thật sự cái câu chuyện của bạn nữ đó là đúng hay là sai, nó có phải là cái câu chuyện thật hay không thì đâu có ai biết, đâu có ai làm chứng, đâu có ai chứng nhận gì đâu, đúng không? Và bạn cầu thủ đó là cũng không có nói đích danh cho nên cũng không biết là cầu thủ nào, và cũng chả có cái cầu thủ nào lên để đính chính này nọ cả. Cho nên cái câu đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là cái câu chuyện đó nó có thật hay là không. Thứ hai, nếu như cái câu chuyện đó không có thật, bạn nữ đó kể ra để làm gì? Rất có thể đó chính là một cái chiêu trò marketing, mà những cái người mà làm content creator hay là những người làm marketing này nọ không, thì các bạn sẽ nhìn cái vấn đề này á theo một cái hướng khác. Nếu như câu chuyện nó không có thật, hoàn toàn là do một bạn nữ đó bịa ra, đúng không, thì rất có thể là bạn ấy đang PR tên tuổi, bởi vì rõ ràng cái câu chuyện đó sau khi kể xong nó rất là viral không, trên tất cả các nền tảng xã hội và mọi người đều đang bàn tán với nó. Và cái bạn nữ đó, bạn MC này nè, đó là một cái người phải nói là có nổi tiếng hay không, đúng không? Mình cũng chả biết, sau khi mà cái câu chuyện này nó được viral rồi thì mình mới biết tới các bạn MC này. Còn các bạn có biết các bạn MC này không? Bởi vì mình không thấy bất kỳ một cái chương trình nổi tiếng nào cũng như là một cái truyền hình nào hay này nọ. Rất có thể bạn ấy chỉ là một cái MC công chúng bình thường này nọ gì sau đó, đúng không? Thì các bạn nếu mà có biết bạn MC này, các bạn có thể comment cho mình biết để mình tìm hiểu nhé. Chứ thật sự thì mình không có biết bạn đó, chỉ là sau khi cái câu chuyện này nó được viral thì mình mới biết tới. Cho nên rất có thể đó chính là một cái chiêu trò marketing chẳng hạn. Và cái thứ ba đó chính là trên đời này các bạn không ai cho không cái gì. Thì mình ví dụ như cái câu chuyện đó là có thật nha, ví dụ như câu chuyện đó là thật thì trên đời này rõ ràng không ai cho không ai một cái gì cả, đúng không? Miếng mồi ngon chỉ có ở trong bẫy chuột mà thôi, các bạn nên nhớ cái điều đó. Tự nhiên ai mà đi book vé khách sạn, ai mà đi đặt vé máy bay để cho một cái người khác, đúng không, thì tất nhiên họ cũng phải nhận lại một cái gì đó. Và cuộc sống này là vậy mà các bạn, có qua thì có lại, có cho thì phải có nhận, không ai trên đời thì không ai cho không ai một cái gì đâu các bạn à. Điều tiếp theo đó chính là rất may cho bạn nữ đó nha, là cầu thủ này cũng còn là khá đàng hoàng đó, là bởi vì á cái lúc mà cái bạn nữ đó kể nha, là cái lúc mà cuối cùng á là hai bạn nữ đó, hai bạn nam và bạn nữ đó, cầu thủ đó đã vào phòng rồi và bạn cái cầu thủ đó không chịu về á, không, bạn nữ cứ đuổi hoài bạn không chịu về, là cũng may cho cuối cùng á là cái cầu thủ đó vẫn còn đàng hoàng, cho nên là cầu thủ đó ra ngoài đi về đấy. Chứ nếu như mà một người không đàng hoàng thì đóng cửa khóa cửa lại và họ làm cái điều xấu gì trong đó thì rõ ràng chúng ta không thể nào biết được, đúng không? Cho nên rất may cho bạn nữ đó nhé, là cũng còn một cái cầu thủ nam đó cũng khá là đàng hoàng đấy. Điều tiếp theo, đây chính là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả các bạn nữ. Ví dụ như cái câu chuyện đó là có thật thì đây chính là một cái lời cảnh tỉnh cho các bạn nữ. Các bạn nữ hãy luôn cẩn thận đối với tất cả mọi người nhé. Kể cả đó là một cái người nổi tiếng và đó là một idol của các bạn hay là bất kỳ ai đi chăng nữa, thì các bạn phải luôn cẩn thận, phải biết tự bảo vệ mình.
Và điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn, cho dù bạn là nữ, cho dù bạn là con gái đi chăng nữa, thì các bạn cũng nên chủ động về mặt kinh tế, đúng không? Các bạn chả cần phải ai bao cho ai cái gì cả, chả cần phải ai trả gì cả. Nếu các bạn chủ động về mặt kinh tế, các bạn tự trả hết cho bản thân này nọ các kiểu ha, các bạn có quyền lựa chọn cái thằng con trai mà mình muốn. Các bạn hiểu ý đây mình nói không? Tức là các bạn chủ động tất cả mọi thứ cho cái bản thân của bạn. Các bạn có được một cái cuộc sống các bạn mong muốn, các bạn có được một cái sự nghiệp các bạn mong muốn á. Các bạn muốn đi đâu thì đi, các bạn muốn làm gì làm, các bạn muốn mua cái gì, muốn ăn cái gì cũng được, kiểu vậy đó các bạn. Thì các bạn có quyền lựa chọn cái người bạn tình của mình, lựa chọn cái người bạn đời của mình, phải không? Các bạn lựa chọn cái thằng con trai đó, chứ các bạn không để người khác phải chủ động chọn mình nữa, phải không? Nếu như mà một bạn nữ chủ động được như vậy á, thì rõ ràng sẽ không có những cái câu chuyện như thế này đâu các bạn. Cho dù các bạn là con gái đi chăng nữa thì các bạn cũng nên hãy chủ động về mặt kinh tế các bạn nhé. Vậy đó là một cái số ý kiến cá nhân, một cái số quan điểm mà mình đưa ra. Còn quan điểm của bạn trong câu chuyện này là như thế nào? Hãy comment cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.